Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách biết bộ nhục nhé. Bộ nhục ấy là thịt các bạn nhé. Vị trí của nó nằm bên dưới này, nằm bên tay trái này. Đấy, còn nếu như nằm bên tay phải chắc là nó sẽ gặp với một số những cái chợ hán cổ. Thế thì tiếp theo thì nghĩa của nó liên quan đến thịt các bạn nhé. Thịt ở đây là chỉ với cơ thể, thịt người, thịt lợn, thịt động vật. Thế thì bộ này sẽ được viết như thế nào? Sử dụng con dấu để viết này. Thứ nhất các bạn nhìn nhé. Đấy, con dấu này các bạn sẽ viết mờ mờ cho mình thôi, chứ các bạn đừng viết rõ quá nhá. Chỉ cần nhìn thấy đường kẻ ô là được rồi. Các bạn nhìn thấy cái bộ nhục này được viết, đây là được viết thành một bộ thủ, được viết phóng to ra thành một chữ Hán hoàn chỉnh luôn các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ thử sức mình viết cái bộ này. Đấy, đầu tiên là mình sẽ viết nó ngang ở chỗ này, ngang ra đây này. Đấy, sau đó mình sẽ kéo một nét ngang như thế này, gập này, cong xuống dưới, móc nhẹ lên trên. Phần móc này bao giờ cũng thấy được móc hơn cái phần sổ này. Sau đó giữa cái nét đường kẻ dọc này chúng ta sẽ viết, đó là một nét sổ cong phẩy, được viết rất là nhỏ thôi, chấm ngắn, phẩy ngắn, chấm ngắn như thế này. Đó, và chúng ta tiến hành đo. Rồi các bạn thấy là nó khớp và nó khít này rồi, các bạn nhớ nhá. Đấy, nó khớp và nó khít này rồi, ok. Rồi tiếp theo các bạn thấy được này, thì với cái bộ nhục này thì nó sẽ là chỉ về thịt các bạn nhá. Nhưng mà thịt thì ở đây thì chỉ về cơ thể. Tuy nhiên nếu như nó được viết biến thể nằm phía tay trái thì nó được viết y hệt giống như bộ nguyệt như thế này. Đấy, được viết giống y hệt như bộ nguyệt này. Cho nên nó mới xảy ra cái trường hợp là hay bị nhầm lẫn giữa hai cái bộ này nhá. Thực tế thì là nếu như mà nó xuất hiện nằm tay trái này thì các bạn sẽ phải tính toán xem là nếu như bộ nguyệt thì nó sẽ nhắc tới thời gian, về ngày, về tháng, về chu kỳ. Nó chỉ về cái khách quan nhá, hoặc là chỉ về những cái danh từ nhá. Còn tiếp theo là với cái bộ nhục này thì nó sẽ chỉ về cơ thể, chỉ về thịt. Nghĩa là ví dụ nhằm một cái chữ Hán, ví dụ chữ này, chữ Phang này. Bên này nó có một cái chữ gọi là chữ Ban, bán như thế này. Đấy. Thế thì ở đây với cái chữ này gọi là chữ Phang này, nghĩa là béo nhá. Thì béo này thì nó không phải đây là bộ nguyệt được, mà đây là bộ nhục, vì chỉ về thịt và cơ thể. Đó. Đấy nhá, ví dụ mình viết tương ứng với lại, và mình viết một cái bộ khác, ví dụ như là bộ nhật này. Bộ nguyệt này. Thì đúng mày là thành chữ Minh đúng không? Thì đây mới là bộ nguyệt. Đó, nó chỉ về cái khách quan hơn, tức là nó không chỉ về cơ thể nữa, không chỉ về thịt động vật hay người nữa, mà nó chỉ về một cái danh từ hay chỉ về một cái gì đó. Đấy, mà nó không phải là thịt và cơ thể nữa nhá. Thì là lúc này sẽ là bộ nguyệt các bạn nhá. Thì các bạn đã biết phân biệt giữa cái bộ nguyệt và bộ nhục mày chưa? Còn tại vì nếu mà được viết như thế này mà nằm tay trái thì nó sẽ không viết được. Đấy, sẽ không viết được các bạn nhá. Cho nên là nó sẽ rất là nhiều nét, cho nên là rất là khó viết được, vì nó được viết thon gọn như này cơ mà. Thì tiếp theo là với cái bộ này nhá, thì mình viết to ra như này các bạn nhìn này. Móc này mình dặn là các bạn là móc sẽ bị viết thấp hơn so với phần sổ kim này nhá. Tiếp theo là ở giữa này mình sẽ viết đó là một nét sổ cong phẩy chấm ngắn này. Ở đây là một nét phẩy ngắn và một nét chấm như thế này thôi. Đó, thì cứ ở giữa này các bạn viết cho mình. Và đây xung quanh đây là các nét chấm, và xung quanh nó sẽ viết đều nhau. Móc này sẽ được viết thấp hơn phần sổ gọn. Đây chính là bộ nhục.